Dự án căn hộ chung cư The Reflection Westlake là dự án căn hộ cao cấp mới được chủ đầu tư Custo Home phát triển tại lô D1, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội. Với quy mô 5.433m2 gồm 2 tòa nhà và 2 tầng hầm thông nhau, gồm có 408 căn hộ. Tọa lạc tại vị trí đắc địa của thành phố, kết hợp với các tiện ích khủng trong và ngoài khu và hứa hẹn sẽ đem lại một không gian thoải mái, tiện nghi cho quý cư dân tại đây. Loại hình đầu tư, căn hộ để ở lâu dài, căn hộ dịch vụ và khách sạn. Quy mô dự án. Tổng số căn hộ 408 căn. 2 tầng hầm và 3 tầng khối đế. Khối nhà B cao 20 tầng, căn hộ để bán. Khối nhà C cao 25 tầng, căn hộ dịch vụ và khách sạn. Chủ đầu tư dự án chung cư The Reflection Westlake là tập đoàn Custo Home có trụ sở tại Singapore. Đây là cổ đông lớn và lâu dài của Contecons với 17,55% cổ phần của công ty Contecons. Tập đoàn Custo là tổ chức đầu tư dài hạn tại thị trường Việt Nam. Trong 10 năm nay, tổng dự án đầu tư có giá trị 100 triệu USD. Tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ đầu tư này được đông đảo khách hàng biết đến qua dự án căn hộ cao cấp Diamond Island, đảo Kim Cương, quận 2. Siêu hiếm căn hộ duplex hữu hạn View Hồ Tây. Giá trị 4,75 tỷ. Sổ đỏ lâu dài. Cho thuê 1.500 đến 1.800 đô la Mỹ trên một tháng. Đã đi vào vận hành. Có luôn dòng tiền khai thác cao. Căn hộ trong khách sạn với đầy đủ tiện ích 5 sao nằm ngay tại khu biệt thự Vườn Đào, Phú Thượng, Tây Hồ. Thiết kế căn hộ sang trọng theo phong cách Đan Mạch, châu Âu của nhà thiết kế danh tiếng Case. Thả mình thư giãn với quần thể tiện ích cao cấp đạt chuẩn quốc tế, cửa hàng mua sắm 24/7, phòng tập gym, spa, bar cà phê, nhà hàng, không gian Sky Garden, vườn nướng BBQ, bể bơi 4 mùa. Dịch vụ 5 sao, lễ tân 24/7, an ninh 24/7, camera an ninh 24/7, quản lý chọn tầng thang máy bằng thẻ từ, quản lý ra vào căn hộ bằng thẻ từ, dịch vụ thông báo khách đến, dịch vụ nhận, gửi thư tín, điện hoa, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ booking vé máy bay, dịch vụ xe đưa đón sân bay. Giá bán chỉ từ 4,88 tỷ căn hộ khách sạn bàn giao full nội thất cao cấp đồ rời tủ lạnh, máy rửa bát, máy giặt sấy, giường tiêu chuẩn khách sạn cao cấp, bồn tắm view panorama. Tất cả các căn hộ Pen Studio được cấp sổ đỏ lâu dài, 100% các căn đã có sổ, sở hữu lâu dài. Dự án thuộc quận Tây Hồ nằm ở vị trí trung tâm của Hà Nội, gần Hồ Tây và nhiều tiện ích xung quanh. Vị trí này có thể tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển và tăng giá bất động sản. Hồ Tây tạo ra một không gian tự nhiên xanh mát, giúp cải thiện chất lượng không khí và tạo cảm giác thư giãn. Có cơ hội tận hưởng hoạt động ngoại trời như dạo chơi, chạy bộ hoặc câu cá. Gần Hồ Tây, bạn sẽ được tận hưởng cảnh quan tuyệt đẹp của hồ và các quảng trường xung quanh. Điều này tạo điểm nhấn cho việc sống và làm việc. Khu vực gần Hồ Tây có nhiều nhà hàng, quán cà phê và nơi giải trí. Bạn có thể dễ dàng trải nghiệm đời sống về đêm và thưởng thức các món ẩm thực đa dạng. Vị trí gần Hồ Tây thường có giá trị bất động sản.